Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Một lần nữa Việt Thảo trở về với nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội. Và hôm nay có chị Vân, cũng là chủ nhân nhà hàng, để chúng ta cùng nhau thưởng thức những món ăn mới nữa, nhằm giới thiệu cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam tại hải ngoại, và đặc biệt lần này tại Hương Đồng Cỏ Nội. Đây là lần thứ 15 Việt Thảo trở về với nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội. Và nó là chuyện binh lề 632, phải không Nghiệp? 632. Ok. Trong thời gian vừa qua thì nhiều người theo dõi và đã đến ăn tại nhà hàng. Và trên Facebook cũng như trên YouTube có nhiều bạn chưa có đến ăn nhưng mà cũng có ý khen và thích, coi như nó là một series phim bộ. Thì hôm nay chị Vân cũng là gần những tập mà mình hứa hẹn gần chót rồi, nhưng mà chưa quyết định là ngưng. Như Việt Thảo có nói là tùy theo các bạn thích nữa thì chúng tôi làm nữa, mà không thích thì chúng tôi ngưng, hoặc là nhà hàng hết món nha. Nhưng mà nhà hàng sẽ không hết món đâu, cho nên các bạn hãy feedback, phải comment ở trên Facebook hay là trên YouTube cho chúng tôi biết là nên tiếp tục hay nên ngưng. Nếu các bạn đại đa số mà kêu ngưng, chúng tôi ngưng liền nha. Đó là theo ý mọi người. Có gì tâm tình với mọi người trước khi chúng ta ăn nè? Dạ hai anh Việt Thảo, anh có khỏe không? Bây giờ tôi nói chuyện này chỉ nhan lắm, chỉ kỳ khoái chọc người ta lắm. Nhưng mà vừa rồi mà cái vụ mà không cho ăn cái bún cà ri dê đó, là nhiều người cũng ấm ức dùng cho chị Vân lắm. Nó tại sao rồi? Bị oan chứ bọn ngồi chung mà không cho ăn chứ bọn. Nhưng mà kịch bản vậy rồi sao? Mà thật sự không có kịch bản, cái gì vui thôi. Nhưng mà cái Việt Thảo làm gì cũng có cái ý không cho ăn. Bữa nay cũng vậy nha, những món đồ không cho ăn nhiều, chị này vô là chị ăn ào, xong rồi chị no. Có gì tâm tình với khách nè? Dạ thưa anh Việt Thảo, hôm nay là anh em mình quay show này là 14 phải không anh ha? 15. 15 hả? 15 ha? Dạ. 15. Dạ, trước hết em xin cảm ơn anh Việt Thảo. Nghe hoài à, quen dạ, đó. Nhưng mà em cũng phải cảm ơn. Nó giống như người ta khen anh đẹp trai vậy đó. Ồ, có điều nha, tôi than phiền nha, hay là tôi cái bản gì? Nó không phải là tức mà giống như... Tại vì ai vô coi ở ganh tị vô cứ khen cô Vân đẹp, còn không ai khen tôi đẹp trai á. Còn bị chê, nói nhiều nữa. Ganh tị với sắc đẹp của em à. Sao vui buồn, có cái gì tâm tình với khách, có cần đính chánh cái gì không, hay là có ai hiểu lầm mình cái gì, hay là trong thời gian qua nó có cái ấm ức nào không, bị chèn ép? Dạ thưa anh không ạ, nói chung là từ hồi mình quay tới giờ show 15, hôm nay show 15 anh á, thì rất là vui. Nhà hàng mình thì càng ngày anh biết rồi, khách rất là đông. Thì có những cô và chị cũng có, rồi những em về gọi điện thoại lại nhờ Vân chỉ dùm những cái món ăn để nấu. Như là sáng nay, trưa nay lúc 11 giờ em đang busy ở dưới bếp lắm anh. Em đang làm đồ ăn cho thực khách để trên này, thì khách vô, anh biết là giờ lên mà, giờ buổi trưa bên này giờ rất là đông. Thì cô gọi lại, cô nói là cô muốn gặp em. Thì em cũng nghe phone. Xong cô nói là em ơi, em có thể giúp chị. Vừa rồi chị làm cái món gì đó, thịt kho tàu á. Uh-huh. Ông xã chị rất là mê, nói là chưa bao giờ được ăn một cái món thịt kho như vậy. Em học bí quyết ở đâu? Thì chị có nói là chị học ở trên YouTube của anh Việt Thảo với lại nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội. Thì bây giờ món mà ông xã chị thích nhất là món tôm càng kho tàu. Chồng cổ rất là thích, nhưng mà bây giờ cổ muốn surprise để chiều nay chồng cổ đi làm về ăn được cái món tôm càng kho tàu giống như Hương Đồng Cỏ Nội làm. Thì em cũng nói là em sorry chị, tại giờ này khách của em rất là đông, một lát em sẽ gọi lại em chỉ cho chị làm, tại giờ này đông lắm. Thì chị có chịu không? Thì chị nói là không được, phải chỉ cho chị liền bây giờ, tại vì chị muốn đi chợ để surprise chiều nay chồng chị. Nhưng mà em đang bận quá. Dạ, 4 giờ là chồng chị về rồi, cho nên chị muốn surprise trước, em vui lòng giúp chị. Mà sorry chị, tại giờ đó em đông quá, em không thể nào em nói chuyện phone, tại em vừa ở dưới bếp em vừa nấu, rồi em vừa kho tùm lum hết, nếu mà em chỉ thì không có được chính xác những cái đồ ăn em đang làm cho khách á. Thì em sợ lúc đó nó sẽ bị cháy đồ, nên em có nói là em gọi lại. Thì sau đó mấy tiếng sau em có gọi lại cho chị, em cũng có chỉ qua cho chị. Có bị giận không? Dạ không, chị không có giận, mà chị nói thôi để ngày mai chị làm. Bây giờ thì không có surprise cho chồng chị được nữa. Dạ. Đó các bạn thấy không? Dạ. Có đôi khi mình nghĩ cho mình mà mình quên cái công việc hay cái quyền lợi của người khác. Ngay cái giờ lunch, thật sự lúc đó mà nếu ngay Việt Thảo cũng vậy, chị cũng không có tâm trạng đâu mà chị. Đầu óc đang rối bời mà khách mà, vì biết nhà hàng đông mà.
vừa nhà bếp vừa ở trên đủ chuyện hết, cho nên không cách chi mà ôm phone mà chỉ được, thành ra phải thông cảm cái điều đó. Nhưng mà anh thấy rất dễ thôi, mà em biết, anh biết chắc chắn là em sẽ giận nhân viên của em. Yeah. Là tại vì giờ đó đúng ra trả lời thôi, nhân viên trả lời là ồ cô ơi, thím ơi, bác ơi, dì ơi, đang bận lắm nha, cho số điện thoại đi, một chút chúng con gọi lại. Cái đó là cái hay nhất. Dạ. Mà trong khi bận đang mà đưa cái phone vô, cái nhân viên không bị đuổi là mai đấy. Đúng là bị đuổi đó. Nhưng mà nói đây để cho quý vị cũng như các bạn hay những thực khách ở đây, chị Vân sẵn sàng để hướng dẫn mọi người cái cách nấu làm sao cho thật ngon giống như nhà hàng. Nhưng hãy cho chúng tôi một chút thời gian, và trong những lúc, thí dụ ngay bây giờ đi, đang thu phim, tôi nói cái này đó cũng là một cái cũng vui. Có khi đang thu hình như vậy nha, có người lại, anh Thảo, cho em chụp hình. Mình nói, lỡ bộ rồi, bây giờ làm sao? Mình nói, bây giờ cho anh ăn xong cái này, nói xong, ăn cái gì chút nữa được rồi, chụp trước đi ba. Rồi đứng lên chụp hình, xong xuống không biết nói mẹ gì hết trơn. Nha, nó nhiều cái nó chất quất vậy. Ngay cả lúc điều khiển chương trình cũng vậy. Có khi mình đang nói về một đề tài, mình nói về đề tài, thí dụ bây giờ cái chương trình hôm nay nó gây quỹ cái gì đó và mong mọi người giúp, mình đang thao thao bất tuyệt lại, anh ơi anh hỏi vụ gì, anh cho em chụp hình đi. Nói thì cho anh nói xong cái này nghe, hô chút nói chụp trước đi. Kẹt cứ ngắt, chụp xong rồi vô không biết nói cái gì nữa. Cho nên hãy thông cảm, vì có những lúc không thể hướng dẫn được, hướng dẫn nó phải mất thời gian. Yeah. Nhà hàng cũng vậy, cho nên nói rất rõ, nhà hàng sẵn sàng chỉ để cho chúng ta có những thức ăn ngon. Khi mà chúng ta có thức ăn ngon tại gia đình, đó là niềm vui của nhà hàng. Nhiều người không hiểu, cứ nói trời ơi chỉ hết rồi ai lại ăn nhà hàng. Không có. Chính mà khi quý vị đã biết làm món ăn đó, ăn cái món ăn đó ngon rồi, thì lúc đó cái đó còn hiệu quả quảng cáo hơn là chúng tôi quảng cáo ở trên báo chí và trên truyền hình. Khi mình ăn ngon rồi, bạn bè nói ôi trời cái này sao ngon quá vậy, trời cô Vân của nhà hàng Hương Đồng có đội chỉ tao đó. Cái câu nói đó là một sự quảng cáo vô cùng hiệu quả cho nhà hàng, đúng không nè? Rồi. Dạ. Ngày hôm nay lần thứ 15 trở về nhà hàng Hương Đồng Quá Nội, chúng ta sẽ ăn 3 món, trong đó có 2 món ăn chơi và 1 món ăn thiệt, ăn chánh. Ăn chơi là gì? Cái đầu tiên là hải sản tứ quý. Ui cha, hải sản tứ quý là cái gì? Kể luôn nha. Dạ. Hay là để chút nói hải sản tứ quý, món ăn chơi đầu tiên. Cái món thứ hai nó gọi là mực dồn mực. Như kỳ vậy, người ta mực dồn thịt, cái này mực dồn sao, một chút sẽ thấy. Và món thứ ba là cơm gà Hương Đồng Cỏ Nội. Ui cha, con gà của Hương Đồng Cỏ Nội cách ăn như thế nào, con gà ra sao, mời các bạn cùng theo dõi. Và bây giờ cái món đầu tiên là mình hải sản tư quý nha. Dạ, nha. Hải sản tư quý. Đây, hải sản tứ quý. Đó, nhìn ra rồi đó, nhìn ra từ từ rồi đó. Lăn bột. Đây là tôm lăn bột. Đây là cá nè, nhìn thấy có da nè. Cá si bát xay rõ luôn, dạ. Cá tuyết nha, cá tuyết lăn bột. Đây mà cục này là scallop, tức là con sò đẹp đúng không? Dạ. Và khoanh tròn tròn, bảo đảm cắt ra là mực. Dạ. Như vậy, hải sản tứ quý gồm có tôm, mực, cá, si bát và scallop là, dạ, là sò đẹp. Chụp cái hình đẹp nha. Rồi mời em, bây giờ dạ, ăn sao đây? Em nghĩ 4 phần, 4 món anh thích ăn nào anh gấp anh ăn. Nhưng mà hai con tôm chắc chắn là đứa con rồi. Dạ anh. Hay là xin xùm ba đứa nào thắng gần hai con. Thử không, mỗi người con. Không. Ok dạ. Mời em, bây giờ trong cái scallop nè, cá nè, mực nè và tôm, ăn gì trước được? Em thích ăn cái này. Scallop đúng, anh cũng có nghĩ trong đầu, tại nó gọn. Chấm muối tiêu chanh nha. Dạ anh, em mời anh. Dạ xin mời. Wow, thơm quá. Cái này anh nghĩ một cái nữa, có thể chấm với mayonnaise vẫn ngon. Dạ. Nó béo, nó thơm. Khoa ơi. Ok, cho anh Thảo cái mayonnaise Khoa nha. Cảm ơn Khoa. Bữa nay Khoa lo phải không? Dạ. Rồi. Nếu mà lên hình có sao không? Có bạn gái chưa? Chưa có bạn gái. Bây, lời coi, năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em được 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Nhớ nghe các bạn nghe, 25 tuổi chưa có vợ nghe, chưa có bạn gái. Đang nói đây cho thấy em này luôn. Mà chạy mất coi.
đang đi với bạn gái mà nó chưa có bạn gái nữa kìa. Ok, ok, chạy mất rồi, mất cỡ. Rồi ăn em, mời bây giờ thử, em muốn thử con tôm anh chấm mayonnaise. Xin mời em. Cho một nguyên con đây. Dạ, cảm ơn anh. Cái này chắc bóc quá. Dạ bóc, anh. Bóc. Ăn sao đây? Ha ha, anh nhớ cách ăn rồi, anh đổi lại. Ăn luôn vỏ, giòn thơm. Như lột vỏ rồi ăn. Còn chút xíu cái đuôi á. Dạ. Hay quá. Chế cả cái nữa. Muối tiêu chanh vừa, hơi mặn mặn, chua chua, cay cay phải không? Anh sẽ chế vào đây cái mây này chung luôn. Thêm cái béo. Rất là lạ hơn. Cho nên tùy theo cái thích của mình chế biến nha. Muối tiêu chanh được, mayonnaise được, trộn chung mayonnaise muối tiêu chanh được, muốn thêm vào miếng ớt cũng được. Ăn làm cho ngon. Ngon quá. Đây là hải sản Tứ Quý. Dạ. Các bạn để ý nha, chị chủ nhà hàng từ giờ không nói chuyện nha. Ngộ vậy đó. Nếu mà các bạn theo dõi từng tập biết luôn cá tính của nhân vật trong phim luôn. Ăn đâu mà phải không? Nhưng mà các bạn nhớ, đây là thực tế nha. Nó là giống như reality show. Ăn uống thực tế. Nhưng mà nó cũng là mang cái tính entertainment. Có đôi khi cá tính nhân vật này chưa chắc hẳn ngoài đời giống vậy nha. Thấy ngồi đây hiền hậu như khi ngoài dữ dữ lắm nha. Phải không ta? Đặt đầu lắm, không phải lắc đầu. Ok. Anh ta món mực nha. Khoan, mời uống miếng rượu. À, xin lỗi. Dạ, em mời anh Thị Thảo. Dạ. Có lẽ là sau khi người Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới, cái văn hóa ẩm thực nó thay đổi rất nhiều. Có người nói rằng cái này không phải món ăn Việt. À, trong YouTube lên tiếng, trên Facebook cũng vậy, cái comments, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận. Có người nói những thức ăn người Việt làm ở hải ngoại không phải thức ăn Việt Nam, nó chỉ mang hương vị Việt. Cái đó không dám tranh cãi. Nhưng mà thức ăn này do chính người Việt làm. Việt Thảo hoàn toàn đồng ý ở cái chỗ, khi đến một cái nơi nào, cái thức ăn Việt Nam mình nó thay đổi tùy theo cái sở thích, cái khẩu vị và cái tập quán của người dân địa phương. Dạ anh. Thí dụ bây giờ người Mỹ, người ta không thích ăn nhiều dầu mỡ, hay là không thích ăn mặn, không thích ăn giống như mùi nước mắm nhiều, thì mình làm giảm lại cái đậm đà của nước mắm đó để cho dễ ăn. Khi có nhiều người quen rồi thì họ còn đòi ăn đậm hơn. Thậm chí bưng chén nước mắm mình húp nha. Hỏi ngon không? Ông nói không ngon, sao tôi húp tới ngần này. Nói bằng tiếng Việt nha. Cái chữ Việt mà húp tới ngần này là cái chữ độc đáo dữ lắm luôn. Nếu không ngon, sao tôi húp tới ngần này. Cho nên đây là thức ăn của người Việt Nam làm. Và tôi tự hào rằng cái văn hóa ẩm thực của người Việt nó được phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới, ngay cả những ổ bánh mì. Hồi đó Việt Nam mình bánh mì thịt là rất bình thường, nhưng bây giờ nó trở thành văn hóa ẩm thực của người Việt mà nó nổi tiếng cũng như món phở cũng vậy. Ngày hôm nay ăn cái món này, mình chưa ăn món cá tuyết nha, cho nên các bạn hãy thưởng thức, phải ăn thật ngon như chúng tôi đã ăn. Nếu có dịp đừng ở trong nhà nữa, bỏ cái bếp đi, rời cái bếp đi nha, rời cái tổ ấm của mình, đi đến một cái nơi đó là những cái nhà hàng không riêng gì Hương Đồng có nổi. Bất cứ nhà hàng nào của người Việt Nam hay người qua người gì cũng được, lâu lâu chúng ta thoát ra khỏi cái khung cảnh của gia đình nha, để đi ăn thưởng thức cho nó ngon. Có nhiều người đi ăn ở nhà hàng á, coi để ý về nhà nấu cũng ngon lắm. Dạ anh. Xin mời em. Dạ em mời dạ. Anh. Anh đang coi tại sao chị này chỉ ăn, hình như bữa nay cái phim này cái cá tính nhân vật là bị bệnh sao? lý do tại sao? Cái mực chiên giòn nhiều người cũng thích lắm luôn. Đi ăn ở nhà hàng qua đó kêu mực chiên giòn. Dạ.
có mực để xoát khoanh, có loại mực xoát dài cũng có, đúng không? Tại cái này của em mực ống, em cắt nó ra. Ăn miếng cá nha. Dạ anh. Đó. Vô ăn chơi bốn món hải sản giờ quá ngon rồi. Muốn tôm có tôm, muốn mực có mực, muốn scallop có scallop, muốn sea bass có sea bass, cá. Có em thấy thương không? Thì mình nói là mình ướp rượu đó. Dạ. Ướp chút xíu cọt đông lưu. Dạ. Em viết chữ Việt cọt đông lưu. Em không biết chữ cọt đông lưu, em không, em nói nó là rượu gì. Ừ. Thấy thương lắm. Dạ. Thì anh cũng viết cái chữ cọt đông lưu trả lời cho dạ. em đó. Thường thường sau này Việt Thảo ít có trả lời trên YouTube. Là cái thứ nhất không có thời gian nhiều. Cái thứ hai đó, có khi mình trả lời có người chấp nhận, có người không đồng ý, cãi nhau, thành ra nó không hay. Thôi để mà thấy nha, nhớ cái nào Việt Thảo post click cái like, tức là Việt Thảo có coi cái comment của bạn rồi. Còn cái nào mà Việt Thảo để trái tim vô, tức là đồng ý với cái người đó. Còn cái nào không để trái tim là chưa chắc nha, chưa chắc là đồng ý. Thôi quá. No chưa? Hỏi thiệt, sáng dạng uống gì chưa? Ăn chút chút này anh. Ăn chút chút? Dạ. Anh ăn thêm cái scallop, ngon quá. Được. Món này ăn chơi được. Hồi xưa đó, ít khi nào mà ăn uống bình thường trong gia đình Việt Nam uống rượu chát. Dạ. Một số gia đình có khả năng hay là có cái đời sống xã giao, tiếp xúc với người phương Tây, thành ra có cái phong cách. Ít khi nào trong cái bữa ăn ở Việt Nam, ở miền quê mà uống rượu chát, có lắm là uống rượu đế, hay là sau này uống bia chẳng hạn, hoặc là uống rượu mạnh có. Ở Mỹ mình đâu có rượu đế đâu anh ạ. Dạ có rượu đế nha. Ừ. Có đủ hết, dạ. Cho nên đó, cái văn hóa ẩm thực thay đổi nhiều lắm luôn. Không? Thường được bây giờ cái bữa ăn uống rượu chát là cái chuyện rất bình thường. Chứ ngày xưa ít thấy. Ok, bây giờ món kế là món gì? Món kế bây giờ mới dữ dội nha. Nó là mực dồn mực nha. Không phải mực dồn mực. À, mực dồn mực. Nghe cái chữ là mình có thể hình ảnh được. Con mực nó nằm trong con mực rồi. Cùng ăn chơi với Việt Thảo ngày hôm nay tại Hương Đồng Cỏ Nội với chị Vân nha. Mực dùng mực như thế nào? Dạ. Ôi da. Wow, đây là món mực dùng mực nè. Úi cha. Có ai muốn coi món mực dùng mực lại coi nha, lần đầu tiên nha. Món này món mới phải không? Dạ. Món mới luôn. Ây da. Nó ngộ quá. Chà, đây là cộng hành, đang muốn coi mực dùng mực, cứ coi. Cho em chụp. Dạ, được. Chị, dạ em mời chị nha. Em cũng thường xuyên hay thích đi ăn. Nhưng mà dạ. Cái này là bên ngoài, mà em chưa biết bên trong đâu, một chút em sẽ coi bên trong. Bây giờ. Anh coi. Dạ. Đây là hành ở trên nè. Em mời chị một miếng. Hành. Khoan nghe. Ồ, đây là cái, nguyên là nguyên con mực bên ngoài. Như vậy mực dùng mực bên trong. Cái này á, cái này là mực nang chị. Ở ngoài là con mực nang, ở trong là con mực ống. Xong em vô. Bây giờ cắt nha, cắt giữa nha. Dạ, anh lấy dao này cắt nè anh. Đây nè. Ồ, nhưng mà cắt ở đâu để thấy ở trong. Anh cắt sao cũng được, anh cắt ở giữa đi. Cắt giữa nha. Dạ anh. À. Nó giòn lắm chị. Dạ. Dạ. Mực dùng mực tức là ở bên trong mực nữa. Nhưng mà mực sao đây, úi cha. Là con là đây. Ở trong là mực. Ở trong có mực nữa. Ôi chứ có tôm nữa. Tôm, có thịt nữa. Có rau. Úi cha. Anh, ở trong là em làm bằng cái nó có chả cá thác lát á. Ờ hả. Dạ. Với lại giờ sống với tôm. Dạ có tôm luôn. Dạ. Xong rồi mình cho đậu phộng với mình cho rau thơm. Mình mix nó vô xong này mình trộn với nhau. Dạ. Dạ. Chắc không vậy? Dạ. Wow. Hôm nay tôi mới thấy Việt Thảo ở ngoài rồi đời nè. Chứ có thấy trong TV không? Ok. Dạ. Xin mời em.
cho cháu miếng bự quá hả? Cắt ra nha. Chắc trong dĩa quá, để em dĩa không? Dạ. Dạ. Đây. Bác chụp hình. Ô xin lỗi. Chụp chứ, chụp chứ. Chị chụp hình cho bác. Rồi cảm ơn bác nha. Dạ dạ dạ. Mời xin mời. Dạ. Quảng cáo mà về thức ăn là hạng nhất. Dạ con cảm ơn. Đi cùng trời ha, đi biểu diễn rồi cái gì ăn luôn. Dạ. Rồi xin mời, xin mời. Anh cái này mình chấm với mắm gừng. Dạ. Để anh thử ăn không thử coi nó ra sao. Dạ không, chấm mắm gừng nó mới ngon. Ừ. Nó giòn lắm anh. Nó không phải củ hủ dừa. Nó trắng, nhai như củ hủ dừa nhưng mà nó không có xốp như củ dừa, nó mềm. Mềm mà ngon. Mềm này mềm giòn, nó khác cái mềm mập nha. Mềm nhão nó khác là mềm giòn. Cũng là chút ớt. Dạ anh. Một chút thôi. Dạ, cảm ơn anh. Chút nữa, chút nữa. Được rồi ha. Dạ. Nhiều quá nó cay. Mời em. Là thích ăn cái ruột ăn cái gì, đến coi cái ruột có cái gì nè. Cái này có tôm nè. À anh thấy có rau mực trong này nữa phải không? Dạ anh. Mình dồn mấy cái thịt đồ vô đó với cá thác lát đó anh. Chà, anh đem nguyên cái này ra anh cắt nè. Dạ. Đây nè cái mình ở trong nè. Ô hồi nãy quên chụp cái hình ở trong. Chụp ngoài, bây giờ chụp cái ruột ở trong nè. Dạ. Anh cắt cái này cho em luôn nha. Cảm ơn anh. Dạ. Quá trời bự luôn nè. Cảm ơn anh Thảo. Anh nói mực này là mực nang hay mực gì? Dạ cái này mực nang anh. Dày, dày, thiệt là dày luôn. Cái này một người là ăn là no luôn á. Người ăn hết rồi. Mới rồi. Có em á, có hỏi là sao anh không liệt kê giá cả cho biết. Thì trong đầu anh nghĩ liền. Cái thứ nhất, khi đến ăn thì giá cả bao nhiêu mà thích rồi đó là đều chịu hết. Mà mình không đến ăn mình biết giá cũng không làm gì. Đương nhiên cái sự tò mò để coi giá cả để biết được. Có một điều nói là không được, là tại vì cái giá cả nó thay đổi tùy theo mùa nữa. Giống như cái con lobster cũng vậy. Cái tôm, con tôm mà nó có hai cái càng bự của Maine lobster, hay là ở Việt Nam hay gọi là cái con tôm càng Canada đó, thì có khi nó là 14 đồng một pound, có khi nó còn 9 đồng một pound. Dạ. Có khi 6 đồng một pound, thậm chí có nơi bán nhiều á 3-4 đồng một pound cũng có, mà có khi lên đến 30 mấy đồng một pound, nó tùy theo mùa. Là nó hỏi con tôm bao nhiêu nói không được. Thứ nhất con tôm nó bán theo pound chứ nó không có bán theo tức là bán theo ký đó, bán theo pound trọng lượng cân chứ không phải bán theo con đó. Cho nên không có nói được. Như con mực nó hỏi bao nhiêu nói không được, tùy theo mùa nha. Bây giờ ví dụ tao nói là con mực là 20 đồng, nữa là tìm tính 25 đồng mới xong. Anh nói 20 mà chỉ bán 25. Mực còn mực lớn, mực nhỏ nữa. Không phải theo con mà theo ký. Nhá. Rồi cho đến bây giờ cũng có nhiều em hỏi là một pound là bao nhiêu ký vậy chú? Nếu các bạn muốn biết một pound, P-O-U-N-D, một pound theo cái cân lượng của cái đơn vị ở tại Mỹ, thì nó khác với cái kilogram. Một pound nó khoảng là 450 gram, cứ khoảng đó nha. Thì 2 pound nó gần 1 ký. Nói thì nghe nó không biết đâu. Nhưng các bạn muốn biết nó vô trong Google đánh chữ pound to kilo, thì nó sẽ cho mình biết rồi mình bỏ vô bao nhiêu pound nó là bao nhiêu ký, hoặc bao nhiêu ký đổi thành bao nhiêu pound nha. Dễ dàng. Mời em. Dạ, em mời anh. Ngon quá.
anh muốn thử cái nước. Cái nước thiệt đã luôn. Ngọt lắm anh. Ngọt quá. Xin chào độc giả. Cái nước nó vừa mùi hành, mùi gừng, mùi tôm, mùi thịt. Thiệt là ngon. Bên muốn thử cái gì không? Cái rau à? Cắt mày nha. Cái đâu nguyên cái đầu luôn anh dạ. Anh đem cái đầu ra. Úi chà. À, các bạn sẽ nói rằng úi chà thì cái rau với cái mịn nó cũng giống nhau và không giống nha. Không giống nha, nó khác nha. Nó giống như cái đầu gà nó khác với mịn gà. Em có tin con mực mà gọi là bạch tuộc lại lớn. Dạ. Nó lớn đến độ có người lặn bắt con bào ngư ở bên Úc. Khi lặn xuống nó gặp nguyên con mực giống như bạch tuộc á. Dạ. Nó đưa dòi lại. Nó coi mình giống như cái con cá cái gì luôn. Thì lúc đó ổng nhanh tay móc cái dao ra ổng chặt. Nó đứt. Mà một cái phần này, một cái cọng như thế này nè, mà nó mập như cái cụm tay. Wow. Cái đó mà nó quấn mình vô là giống như miếng mồi vô. Dạ. Miệng vậy đó. Bừng mà mai ổng nhanh trí chặt đứt mấy cái chân nó nhả ra. À, mời em. Ngon quá. Ở trong này là giò phải không? Dạ. Ôi đẹp quá. Hai chị dạ. Đúng là cái này á không thể gọi là mực dồn mực, mà mực dồn hải sản. Mời em. Dạ, em đang ăn đi anh. Cái nhừng ở trong ngon quá, nó thơm, đậm đà. Có ốc nữa. Ốc hương anh. Dạ. Đây nè, ui cha ơi, nguyên cái ruột nè. Ngon quá, ngon. Thường thường con mực nó tanh. Dạ. Mà này không có một cái mùi tanh nào hết. Này ham nhìn cái này thấy rõ ràng ốc. Dạ ốc hương á anh. Mình... Chịt bê cay phải không? Dạ không. Ngon anh. Anh thấy con mực chưa? Con mực nhỏ nó nằm trong đó. Đó mực dùng mực là có con mực luôn nữa. Mực nhỏ nằm trong nè. Giờ mình thấy là đúng không anh? Anh Thảo. Dạ. Ok. Giờ phải cái nước. Như vậy thì một con mực như vậy phải tốn thêm nhiều con mực khác nữa. Dạ. Mình mới dồn vô. Dạ. Và trong đó có tôm, có ốc, có dồi. Chả cá thắt lát. Chả cá thắt lát. Dạ anh. Ui cha ơi đủ loại. Con này phải 4 người ăn. À hả. 2 người mình ăn đâu có hết. 40 đồng không? Như anh nói giá cả thì không có nói được. À. Tại tùy lúc cái mực em lấy á. Dạ. Nhưng mà phỏng chừng được không? Phỏng chừng. Hồi nãy anh nói bao nhiêu? 40. Dạ chắc khoảng đó. Ừ. Thì một người ăn 10 đồng. Mà xứng đáng quá mà. Nguyên con mực bự ở trong bao nhiêu con mực dồn vô trong này tôm, ốc thịt, hương ốc hương. Ốc hương tươi. Dạ. Tụi em dồn vô nữa. Dạ. Cái món này làm công phu đó. Ừ. Dạ.
mà xứng đáng quá, thịt không à. Nói chung tụi em không có xương. Dạ, đam mê về ẩm thực nên tụi em cứ bày món này món kia thấy ngon là tụi em bày ra cho thực khách dùng vậy đó. Món mới nha các bạn. Như tôi nói, mới không phải là mới có. Mới đây là đưa vào menu để thành món mới tại Hương Đồng Cỏ Nội sau cái bữa hôm nay. Nhưng món này đã làm trong gia đình ăn, bạn hữu ăn ngon rồi. Mình mới đem ra để giới thiệu. Ok. Bây giờ mình ăn cái món này mới tuyệt chiêu nè. Cơm gà Hương Đồng Cỏ Nội. Con gà nó là làm sao, ăn kiểu nào, mời các bạn cùng ăn và thèm với Dịch Thảo hôm nay tại Hương Đồng Cỏ Nội ở Little Sài Gòn, miền Nam California. Dạ. Dạ. Wow, wow. Đây là con gà. Ăn cơm gà Hương Đồng Cỏ Nội. Thì con gà là giống con gà. Nhưng bây giờ ăn kiểu nào đây? Cơm nè. Khác luôn nha. Cơm này không phải cơm trắng mà là cơm vàng phải không? Cơm gì? Dạ, cơm vàng anh. Cơm này làm sao? Mình nấu bằng cái lấy cái mỡ, cái da mỡ con gà ra mình. Mỡ con gà đã nấu. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ ăn sao đây, cô Vân? Trước khi ăn, em muốn giới thiệu cái món ăn này cho anh Thảo ha. Uh-huh. Là cái thực khách mà tới đây dùng gọi là cơm gà Hương Đồng bắt buộc phải order nguyên một cái con này, một cái tray cho dù đi luôn. Một người dạ ăn đi 10 người cũng được. Yes, nhưng mà order là phải nguyên con. Dạ, nguyên một ăn cái không con hết gà, một cái tray này và uh-huh. một chén cơm như vậy ha. Dạ. Thì phải như vậy thì tùy cái khẩu vị hoặc là cái sở thích của thực khách tới đây dùng. Ví dụ cái này họ nói ủa mang rằng con mày sao tôi ăn, thì em sẽ hướng dẫn cho khách. Một là khuyến khách tự xé ra trộn, hai là em là cái người hoặc là nhân viên em sẽ đứng sợ là xé con gà ra và trộn gỏi tại bàn cho khách. Tức là xé ra từng miếng rồi đút cho khách ăn từng miếng. Dạ không. À chỉ xé thôi. Xé okay. ra lại trộn gỏi anh và okay. cho khách dùng. Còn nếu mà bây giờ khách nói rằng thôi tôi không có xé, tôi muốn chặt được không? Dạ thưa anh được. Hay là tôi muốn xé lại trong, mình xé ở trong cũng được. Dạ anh. Nhưng mà xé trong lỡ mất miếng thịt rồi sao? Thì đó em muốn mang ra cho khách tại rồi. Chỗ luôn. Bây giờ anh muốn chặt con gà, em sẽ cho anh coi một con gà em đã chặt rồi. Ok. Nếu mà thực khách không có muốn dùng mà để nguyên con mà xé, người ta nhiều người người ta không thích, thì em sẽ chặt con gà. Rồi đem bây con giờ gà mang chặt, con gà chặt ra giùm. Rồi đem con gà chặt ra coi. Cũng là con gà như vậy nhưng mà em đã chặt ra rồi. Nhưng mà chặt rồi thì mình không có để cái dĩa rau giống gì. Dạ không, chặt ra thì em đã, ý em nói anh là khách muốn chặt á thì em để như con gà chặt ra vậy, thì em mang những cái này ra thì là để từ, rỉa rau từ, riêng dạ từ khách okay. trộn lên. Còn nếu mà bây giờ muốn em xé trộn là để nguyên con gà vậy rồi em sẽ xé tại chỗ trộn cho người ta ăn. Dạ anh. Ok, con gà này chặt rồi nè. Yep, hai con gà đây. Ok, bây giờ như vậy thì gà giống gà mình ăn giống nhau, anh muốn xem em xé để okay, mà đút ăn. À để mà trộn cho ăn. Đút ăn, đút ăn. Ok, để em đây lấy rồi. Cái bao tay em sẽ. Dạ nhé. em lấy cái bao tay Khoa ấy. Dạ. Lấy cái bao tay cho cô. Dạ. Cảm ơn Khoa. Dạ. Cảm ơn Khoa. Dạ. Tức là khi mà em xé là em đứng tại bàn em xé. Hoặc dạ, là anh. Nhân viên sẽ xé cho dạ, khách. Dạ anh. Dạ vâng. Đương nhiên mình phải mang bao tay cho nó sạch. Dạ anh. Bây giờ như này nè. Giữa em với anh ăn đó, không cần phải mang bao tay đâu. Đương nhiên thực khách thấy rõ nha, chúng tôi phải mang bao tay để giữ vấn đề vệ sinh tại vì cái tay của mình. Nhưng mà ở trong nhà đó, ở nhà mình xé cũng chẳng mang bao tay đâu, xé bỏ bao tay luôn, xé luôn bằng tay ăn à. Không sao hết. Yeah. Okay. Nhưng mà đối với khách mình sẽ mang bao tay, đúng yeah. không? Rồi, bây giờ em xé đi. Xé ra cho anh ha. Đó, tại vì nhìn cái bàn tay không đeo bao tay nó đẹp hơn là đeo bao tay. Ủa mình không có được ăn liền hả? Phải xé ra trước hả? Dạ. À, xé trộn. Em xé em trộn gỏi mà anh. Ừ. Cái này là em xé hai cái cánh, hai cái giò. Rồi tới hai cái đùi. Yep. Ăn phao câu trước được không? Xin cái phao câu được không? Xin cái phao câu thôi. Ừ, ngắt cái đó. Dạ anh. Trời ơi, cái này chấm liền muối tiêu chanh. Ngon quá phải không? Em xé thậm chí em để bự bự như vậy là ăn mới đã này anh Thảo. Uh-huh. Dạ, mình không có xé nhỏ xíu anh biết không? Nhưng mà thường thường xé nhỏ thì nó thấm hơn đúng không? Em nghĩ nó cũng vậy thôi à. Cái này anh xé được. Nếu mà anh muốn xé là anh xé được, đúng không?
Dạ anh. Mà chính người thực khách lại ăn gì, nếu mà tự muốn xé là cứ xé một mình. Dạ đúng rồi. Và muốn đeo băng tay thì cứ nói là ô cho xin cái đồ bao tay. Dạ. Còn muốn xé tay mình ăn xé là thoải mái luôn. Dạ đó. Anh dạ. Thì mình cứ ăn, nhiều người họ cũng thích họ tự xé như vậy. Ừ. Họ ăn và thì thường họ mấy cái này trộn đâu được không, mấy cái dạ, này anh. Nhưng mà như thì để ăn trước chứ để nó không chứ. Anh Việt Thảo với ông nhiều người họ kêu một con vậy, nhưng mà họ xé có phần nửa thôi. À còn phần nửa mang về. Tại vì họ ăn, họ biết là ăn không hết. Ừ. Cho nên là họ xé một nửa con thôi. Thịt gà dai ngon quá. Dạ gà. Gà đi bộ. À đi bộ. Các bạn nhớ nha. Đây là một phần order. Tôi nhớ bên Toronto có một chỗ bán seafood cũng vậy. Bán lobster và bán cua. Thí dụ mình đi 5 người, 4 người, 6 người không cần biết. Làm ra một bàn, trời ơi sao nhiều quá, làm sao ăn hết. Dạ không. Bán nguyên một cái packet, thí dụ như 600. Đó, hay là một cái packet 800 hay 1000, ăn không hết mang về. Chứ không có phải là ở tôi đi 4 người làm đủ 4 người ăn, không có. Nó có từ cái packet. Thì con gà này cũng vậy, ăn là một con gà. Bạn đi 1 người, 2 người, 3 người, 4 người hay là 10 người, kêu một con là nguyên con. Hay là hai con, cái đó tùy mình, ăn không hết mang về. Chứ không nói là cho tôi nửa con gà, không có nha, ở đây bán nguyên con. Gà Hương Đồng có nội. Ủa sao kỳ vậy, mấy cái đó dành để riêng là sao? Tại em thấy xương của anh muốn hả? Ồ, muốn bỏ xương ra trộn thịt trong này thôi. Dạ anh. Ồ, phải nãy biết anh xé tiếp cho nó mau. Dạ thôi được rồi. Em sẽ anh đợi từ từ để anh hãy ăn, ok? Xúc rồi. Vậy anh ngồi, anh nhìn đi. Đó. Trộn. Cái này bây giờ là... Nó giúp nặng chanh được phải không? Dạ được anh. Cái này là muối tươi sọ này anh. Uh-huh. Ừ. Anh từ, không nè, có nặng chanh. Nè, nữa. Nè. No. Anh phải nặng chanh vô đây nè. Nè, anh coi em nặng nè. Nè, anh coi em nặng nè. Đây là một trong những cách nặng mà nhiều người cũng chưa biết nha. Để cái muỗng chặn vô thì nặng cái nước chanh nó ra nhiều hơn mà nó không dần tụi lung, coi nè. Mà mình không có bóp cái vỏ chanh nó ra nữa. Coi nè cưng, nè. Xỉ. Nó hết nước chanh luôn. Muốn nữa thôi. Dạ thêm đi anh. Hết đây. Hết chừng đó chanh luôn. Sao mình có thể gai, gai tức là hướng dẫn đó. Cái nước chanh nó chảy vô đúng chỗ luôn. Hay quá vậy anh, ừ. Anh bày lại cho em coi nào. Nè, cái muối chanh để vô cái muỗng để nó vô để... Ừ. Cái cạnh bén này nó ép vô da nó ra hết nước luôn. Dạ anh lấy cái muỗng anh quậy giùm em giúp em dạ, vô cái chanh luôn. Mình không có mất công phải dùng sức mình vô cái tay nhiều nữa. Dạ. Cho nên đó mình thấy không, ngay cả việc nặng chanh rất đơn giản. Muốn nói một điều, trong đời sống có đôi khi mình khó khăn với chính mình là tại mình không tìm được cái cách cho nó dễ sống. Nha. Nếu mình tìm được cái cách thì nó dễ dàng vô cùng. Đỡ cao có, đỡ quạo quọ, đỡ nhây. Tôi nhìn cô này, đỡ nhây. Yep. Ý anh em nhây hả? Nhây lắm luôn. Không, thật sự trong đời sống đơn giản lắm. Sống rất thoải mái, vui vẻ tại mình tạo cho mình khó thôi. Giống như nặng chanh của người nghe. Trời ơi sao mà chanh nó khô quá vậy nè, nặng hoài không được, cứng nhắc. Đâu có vậy đâu. Để cái muỗng vô nặng cái nó nhẹ nhàng mà nó không văng tùm lum nữa. Rồi, trộn sau đây. Em nói anh rồi ha, hồi nãy giờ em dùng tay mà đúng không? Dạ. Yep. Thì bây giờ anh cũng cho em dùng tay rồi anh rưới lên hết cho em. Rưới bằng muỗng ha. Dạ anh. Rồi. Rưới lên. Yep. Thì trộn đi anh rưới cho. Cái chuyện rưới là của anh mà, tại sao chở? Hay là em muốn rưới hết rồi mới trộn? Dạ rưới hết vô đi anh. Rưới thì em cứ trộn đi anh, dạ, anh sẽ dạ, có dạ, cách. Rưới đó. Hết đi anh. Dạ. Ủa cái chuyện rưới của anh ta mà, ai giống như lái xe nghe. Giống như lái xe nghe. Thí dụ có người ngồi lái xe, người ngồi kế bên. Cự quái à. Anh có chừng đèn đỏ. Anh chạy lẹ quá. Trời ơi chạy muốn đứng tim. Sao chạy chậm rì vậy? Thấy không? Cái ông kia cũng xây lại, ủa ai lái xe vậy? Đúng không? Có khi nào em cự ông Tân gì không? Đi chú. Chuyện lái xe là của người ta, chuyện mình ngồi. Cũng như máy bay, đi máy bay vậy. Khi mà gặp những cái chỗ nó dằn, chỗ sóc á, em thấy quen quen. Chúa tôi, em nói, ô nam mô a di đà Phật, cứu khổ của nạn quán thế Bồ Tát. Ủa máy bay bay rồi, có phi công lái mắt mới, mình ngồi mình la cũng vậy à. Lên máy bay ngồi ngủ cho nó khỏe, ở đó ngồi sợ. Có người, nhiều người đi máy bay sợ quá luôn. Ông xã em lái xe em ngồi kế bên anh quẹo đi, quẹo đi kia. Ông xã em la quả gì? Ủa anh lái xe em lái, ủa cái anh lái em quên, sorry. Rồi đó, xong của tiêu chanh. Rồi, bây giờ anh thử đi. Tại sao em phải trộn đũa cho mắt công nè, ta cầm gì ta sắp. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Hồi nãy giờ em trộn tay mà. Em xé thôi nhưng mà em trộn. Sợ cái chanh nó dính vô tay phải không? Dạ không, tại cái rau này mình không có. Em sợ cái tay bỏ vô nó bị dập cái rau. Cái gà thì mình xé được. Nhưng mà khi mình trộn á, mình lấy đôi đũa này mình trộn lên anh ha. Được rồi, bây giờ anh dùng thử. Anh, nếu mà anh muốn cay á. Dạ. Anh ăn gian, anh bỏ mấy cái lát ớt vô đây nè. Cái anh quên. Ớt nào, ớt nào? Ớt này nè anh. Ớt này. Dạ, xong rồi anh ăn, anh quên nó cay đã lắm. Chà.
Cái này là ví dụ nghe chà bỏ đó. Quên cái mình cắn lỡ. Đúng theo kiểu người Trung trộn luôn, thấy không? Xong lúc mà anh ăn anh quên mất là anh đang có ớt. Rồi em mời anh Giano nồi cái này không bỏ vô. Khoan, quá trời banh chành cái dĩa của ta hết trơn rồi. Cái này đó tiếng bình dân nó gọi là tanh bành té bẻ. No, anh ấy một dĩa hấp dẫn không? Cái này em nghĩ phải 6-7 người ăn, hai người ăn cũng hết, bốn người cũng hết. Rồi luôn. Bây giờ ăn nè. Rồi ăn làm sao? Ăn làm sao? Dạ anh cứ gấp vô chén anh ăn thôi. Em lau cái tay của em đi. Đây em đang làm mấy cái chanh này cho nó. Em làm cái gà sao? Làm cái tay em nó bị sao vậy? Phải rửa dạ, dữ. Dạ không vậy. Sao, tại cái chanh thôi anh. Giờ mà, dạ em sát chanh. Bây giờ ăn sao nè, thèm quá rồi. Dạ. Đây là gà hương đồng Khoa cho nội. Cô một cái chén mới đi Khoa. Cái dĩa mới đi. Đúng Khoa. Rồi, đổi dĩa mới Khoa. Đổi dĩa mới cho phải chén không? Dạ. Thêm nữa. Đi ra phải đi nguyên xếp. Dạ. Đây, có dĩa mới bên này. Anh thấy đã không? Hấp dẫn chưa? Mà thế nào mình cũng bị la. La cái gì? Tại nhiều người khó chịu, khó tánh, người ta không chịu mình xé như vậy đâu. Ủa đâu có ai la. Là tại vì ai không chịu thì thôi, tự mình xé. Chứ cũng cái đũa nè. Dạ. Không cái đũa này nữa. Rồi, đũa này chưa ăn nè. Dạ rồi em mời anh dùng đi dạ. Rồi bây giờ ăn sao? Đâu có chấm gì nữa phải không? Dạ, muối tiêu chanh thì em có sẵn đây nếu anh muốn, nếu mà anh nếu cảm thấy chấm chưa thêm. Có mặn. Dạ. Rồi mời em, bây giờ ăn sao nè? Em mời anh ha. Anh muốn ăn da thì anh ăn da ha. Em không thích ăn da thì em ăn nạc không? Mình, anh biết rồi đó, mình bỏ hết vô vừa, đầy đủ hết anh. Everything trong này có cái gì mình bỏ vô cái đó. Rau răm nè, rồi hành nè, rồi... Hết rồi, ngó. Xíu ớt vô rồi. Đó là ăn nhiều người nghe các bạn. Còn ăn một người nghe là ăn kiểu này nha. Khỏi bỏ vô dĩa luôn nha. Nè, hành tây nè, gà nè, ngò nè, rau răm nè, có miếng da luôn nè. Da bỏ luôn vô miệng nha. Da ngon mà. Gấp miếng ớt. Chút muối tiêu. Sẽ phải. Nếu chưa đủ cay. Cắn miếng ớt. Cắn cỡ. Coi nè, đang ăn ngon. Trời ơi, bả làm một họng luôn. Coi nè, coi nha, coi hiểu gì không nha. Coi nè. Biết cái gì không? Dạ không. Coi lại nè. Anh tự dịnh đâu có bỏ dĩa đâu. Anh gấp ăn tại chỗ luôn à. Tại này của mình anh ăn mà, anh em ăn ké thôi. Bự, ăn đã thiệt. Coi nghe không. Coi. Ồ, em nhớ rồi, anh nói uống rượu đế hả? Cái này á, nếu mà có cái chung rượu đế nữa, nhấp vô là đúng y như bên Việt Nam mình. Bên nào mà Hương Đồng Cỏ Nội nha, đến để ăn gà, cái kiểu xé phai mà của Hương Đồng Cỏ Nội này, mà có cái ly rượu đế này, cho nó mới là ba trái. Không sao, uống rượu chát. Nhưng mà em đoán là được hay á. Dạ. Chung nhỏ. Bây giờ ăn cơm nha. Dạ. Ủa cái này là ăn nhậu thôi mà ăn với cơm được mà. Thì cái này ăn với cơm mà anh. Dạ. Anh thử cái miếng cơm coi. Quá ngon luôn. Anh muốn để vừa cơm rồi anh bóc tay nóng không? Nãy giờ mình quay nó nguội. Dạ được, không sao. Vừa rồi anh bóc tay. Dạ. Anh lại bóc tay trái tại nó nằm bên đây nha. Thì đối với người bên Hồi giáo á, khoảng bóc tiêu Ấn Độ nè, Indo, Mã Lai mà cầm tay trái này đó là người ta tối kỵ luôn. Ăn á là bóc phải bóc bằng tay phải. Dạ. Khi chào cũng vậy. Hello, selamat jalan, selamat pagi. Phải chào tay phải. Đưa tay trái chào nó ngoảnh cho khách nó không giọt.
Tại vì cái tay trái, tay phải để bóc ăn, tay trái để làm những chuyện khác, rửa ráy đủ chuyện hết. Cho nên ít cái nào người ta không có dùng tay trái. Thì có một câu hỏi đặt ra, nếu cái người đó thuận tay trái thì sao? Dạ. Cái vấn đề bóc ăn không quan trọng, không quan hệ liên hệ tới vấn đề thuận tay nào. Từ nhỏ tới lớn nó ăn đã quen bóc là bóc bằng tay phải chứ không có bóc bằng tay trái. Nhớ. Đặt một câu hỏi nữa, lỡ bị cục tay phải thì sao? Cắt cớ mà hỏi thì đương nhiên phải ăn bằng tay trái chứ làm sao. Cho nên khi muốn bắt bẻ một vấn đề nào trong đời sống cũng vậy, thì bắt bẻ cái gì cũng bắt bẻ được. Trật bắt bẻ được, trúng bắt bẻ cũng được. Cho nên ăn theo nguyên tắc của người Hồi giáo ăn bóc, hay là những cái quốc gia ăn bóc là họ bóc bằng tay phải cả, còn tay trái để sử dụng vào chuyện khác. Cho nên khi chào như đây là cái phong tục tập quán thôi, để mình đi có dịp đi du lịch đến những nước đó chào người ta, đừng bây giờ có nhiều người tay mặt lỡ sách đồ rồi đưa tay trái lên chào hello hello không nên, đổi qua chào bằng tay phải. Bóc cũng vậy, ngon quá, người bóc rất ngon, cơm cơm thơm ngon quá. Dạ anh, mình lấy cái nước luộc gà đó anh, cái mỡ của gà mình nấu ăn như người Hồi giáo đi, không phải ăn như người ăn bóc đi ha. Thử coi. Ngon quá. Nếu ăn chung là phải bỏ vô dĩa nè, đúng không? Dạ anh. Nó có cái đôi đũa trong này nữa. Nhưng mà các bạn thấy chúng tôi ăn như anh em trong nhà vậy đó. Không có phân biệt, không có ngại, ăn tự nhiên. Có người vô chọc chứ. Nói ăn chung như vậy dính nước miếng rồi nữa, thương nhau. Tức là nói rằng tôi và cô Vân này ăn chung với nhau như vậy đó, dính nước miếng là hai người sẽ thương nhau. Xin lỗi nha, chưa ăn chung đã thương nhau trước rồi, đâu cần phải đợi ăn mới thương đâu. Con người ta, tôi, bất cứ một người nào á, thật sự mà nói, cái tình thương nó không xuất phát từ phải là anh em ruột thịt, hay là vợ chồng, hay là đôi tình nhân. Giữa con người với con người mà thương nhau được, cái đó mới đáng quý. Chứ đợi phải là anh em trong gia đình, thân bằng quyến thuộc, máu mủ, dòng tộc mới thương nhau, cái đó là chuyện bình thường. Đối với người ngoài không quen biết vẫn có tình thương được giữa con người và con người, cái đó nên có. Và tôi muốn mọi người nên như vậy, chứ không phải là vợ chồng tôi mới thương nhau. Không, nếu vợ chồng thương nhau bình thường, không là vợ chồng, không là người thân mà thương nhau, cái đó mới đáng quý. Cho nên anh em đừng có chọc tôi, hai người ăn chung lỡ dính nước miếng rồi thương nhau. Không dính nước miếng tụi tôi đã thương nhau trước rồi. Mời em. Dạ em mời anh. Chà, cái miếng này bự quá nè. Em có biết rằng anh ăn với em trong suốt thời gian qua, anh học em nhiều cái luôn. Ai vậy anh? Em có cái ăn rất ngon, làm ăn nguyên một miếng vô miệng cho em không có cắn ra. Dạ. Lớn cỡ nào cũng vậy, em ráng đưa hết vô miệng. Thường thường anh ăn cái này chưa? Em đưa hết vô. Anh tưởng tượng anh ăn một mình, anh ăn khác nữa. Anh cứ tưởng tượng anh ăn một mình đi. Đó, coi như giờ không có em ngồi bên cạnh, anh ăn mình thoải mái. Đó, ngon chưa? Anh cần chấm muối tiêu chanh không? Để anh. Ủa ai nói gì vậy? Em sorry, em quên mất là anh ăn mình ăn, không mình ăn thôi. Làm bị sặc. Tôi đừng ăn mình, tôi tự nhiên nghe tiếng nói tôi tưởng ma. Sao em mới hỏi gì? Em nói anh ăn muối tiêu chanh thêm không? Tại cái miếng em thấy nó dày. Nó vừa ngon quá. Dạ. Ngon quá. Cái này cũng là một dạng gà xé phạt. Dạ. Nhưng mà ở đây không có trộn nhiều thứ ha. Chỉ có hành tây nè, ngò nè, rau răm. À anh, cái này là gọi gà xé phay. Dạ. Dạ, cho nên không có trộn nhiều thứ. Còn cái nào anh gỏi gà. Thì trong đó mình có bắp cải, bắp chuối. Mình thích cái gì mình trộn cái đó.
Mà cái này là sẽ phay thì mình chỉ cần cho rau răm với hành tây với ngò. Đó là kiểu của Hương Đồng Cỏ Nội. Nhưng mà nhiều người sẽ phay á, người ta vẫn trộn đủ thứ, cái đó theo sở thích á. Ăn bắp cải rồi đủ hết trơn đó. Ngon quá. Một con gà trung bình bao nhiêu? Khoảng thôi, khoảng chừng. Dạ không, cái này em bán 26 đồng. Dạ, một cái dĩa này. 26 đồng. Dạ. Anh nhớ mang máng hình như có một chỗ cơm gà bán một con gà to go. Dạ. Ở bên Úc gọi là con gà take away. Cũng 26 đồng. Dạ. Mà một con gà của em mà xé phay ra rồi nguyên rau rồi cơm như vậy dạ mà. Sorry anh. Cơm riêng. À cơm riêng chỉ con gà thôi. Dạ anh. Mua to go cũng là 26 đồng. Dạ anh. Còn cơm tính riêng. Dạ anh. Bây giờ đi mình phi gà đi. Sao vậy anh? Mình phi gà không tính tiền mà với cơm mình tính 26 đồng. Nhưng mà bắt ăn gà bắt buộc phải ăn cơm. Không thôi lại hơn tôi order con gà tôi muốn ăn cơm. Cho nên ở đây phi gà nha. Ăn gà xé phay hơn đồng của đội là phi nha. Mà một người cũng là một con nha, 10 người cũng một con. Muốn kêu mấy con phi mấy con. Nhưng mà với điều kiện là phải ăn chung cơm. Mà cơm tôi tính một dĩa này 26 đồng. Ok, ngon quá. Ăn một miếng nữa. Bây giờ ăn cái miếng mà anh hay nói giống thịt rùa nè. Ngon quá. Em với anh thích ăn da đó mà, da quá chừng nên ăn. Em nói đúng, lâu lâu nó đụng vô miếng ớt cay đã miệng luôn. Ngon. Món này là đặc sản của người miền Trung đó anh. Ô, miền Trung là vậy? Dạ. Miền Trung là chung hết là chỉ quên dạ, thôi. Em nhớ Huế á. Không có trộn bắp cải, không có trộn gì hết đâu. Chỉ có trộn như vậy thôi. Ngon quá. Dạ. Anh muốn ăn nữa không? Dạ em mời anh dùng nha. Dạ thôi được. Ăn gì đủ rồi. Cay trong miệng. Cái nồng của hành. Rau răm. Ngò. Đúng là cái tuyệt chiêu là có mấy miếng ớt vô. Nó làm cay 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 nồng dạ. Trong miệng. Ăn rất ngon. Tự nhiên trong lòng hơi buồn buồn. Sao vậy anh? Bữa nay là lần thứ 15 rồi. Dạ. Nếu mà như đúng hẹn á, là lần tới ngày mai nữa là lần thứ 16 là chấm dứt. Dạ. Ăn ở Hương Đồng Cỏ Nội. Nhưng mà chấm dứt đây không có nghĩa là không trở về Hương Đồng Cỏ Nội ăn nữa. Mà sau khi thu hình lần thứ 16 xong, mình đi đến một nơi khác mình ăn để giới thiệu những cái món độc đáo nữa, nhất là về các loại lẩu. Đó là cái nhà hàng Lẩu Đồng Quê. Thật sự giờ phút này Việt Thảo chưa có biết nhà hàng Lẩu Đồng Quê ở đâu luôn. Nha. Sẽ hẹn, sẽ hẹn. Cho nên ngày hôm nay ăn tới đây như vậy là đủ một cái bữa ăn rất là no. Tội nghiệp con gà này nó nằm nó buồn tại giờ. Con gà chặt sẵn. Dạ. Cho nên các bạn nói là rất rõ. Khi đến đây muốn cô chủ, nếu có cô chủ xé con gà, xé phay ra thì cô chủ sẽ đứng xé. Tuy nhiên nếu lúc đó cô chủ bận quá để nhân viên ra xé thì cũng ok nha. Chứ không phải nói tôi muốn cô chủ, bên kia tôi muốn cô chủ trẻ làm đôi ra chứ xé con mẹ gì nữa được bây giờ, phải không nè. Thí dụ như cô chủ không có mặt bận thì nhân viên cũng được, hay là mình muốn tự xé được, muốn tự xé thì nhân viên cho mình một cái đôi bao tay, hay là nói thôi được là tay tôi rửa sạch, xé rồi mình tự xé ăn giống như ở nhà. Hai vợ chồng ngồi xé nhau ăn, gia đình con cái xé nhau ăn, hay là hai người bạn xé nhau ăn, cái đó tùy theo sở thích của mình. Một con gà chỉ có bao nhiêu con gà free, nhưng mà dĩa cơm 26 đồng. Nếu chờ chợ vườn một phần 26 đồng quá rẻ luôn. Dạ. Ăn 4 người 5 người được. Cái này đưa ra 5 người ngồi nhậu một bữa là đã đời luôn. Dạ anh, em nói cái này là 5-6 người ăn mới hết. Dạ. Như vậy bữa nay mình ăn được hải sản tứ quý nè. Dạ. Nha. Mực tôm, mực. Mực dùng mực. Mực dùng mực. Rồi và cái món cơm gà Hương Đồng Cỏ Nội. Dạ. Và
Ngày mai đây Việt Thảo sẽ bay qua bên Denver, Colorado. Có cái show của bên Quang Lai tổ chức bên đó. Show ngày thứ bảy, Chủ nhật Thảo bay về, tại vì Denver nó gần, thì tới đây cũng sớm. Cho nên chiều Chủ nhật Việt Thảo sẽ có mặt ở tại nhà hàng Hương Đồng Quả Nội. Nếu các bạn nào muốn đến coi Việt Thảo thu hình live tại chỗ Chuyện Bên Lề tại nhà Hương Đồng Quả Nội, hẹn 5 giờ chiều Chủ nhật nha. Các bạn đến thì các bạn sẽ cùng thấy, và nếu muốn ngồi ăn chung Việt Thảo, welcome. Chà, cái này ngồi lại xúm xích ăn nó vui nha, không biết đủ chỗ không. Nhưng mà nếu muốn thấy Việt Thảo quay live Việt Thảo cứ đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Bình Lề lần thứ 632. Đúng không Hiệp? Tôi hỏi hoài tại vì nó nhiều quá lẫn lộn hoài. Lần thứ 632 với cái chủ đề là gì? Côn gà Hương Đồng Cỏ Nội, hay là mực dùng mực, hay là hải sản tứ quý. Chưa biết chọn cái đề tài nào, nhưng mà chắc có lẽ là cơm gà Hương Đồng. Cơm gà Hương Đồng ăn dạ. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong Chuyện Bên Lề 630. Bên kia. Như vậy là bên kia đang ngồi lóng tai nghe. 630 mấy? 33 anh. Chưa chắc có thể 634. Tại vì tôi qua Denver, Colorado có thể làm cái chuyện mình lại tâm tình thì sao? Chưa biết nha. Nhưng mà mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Mình Lại ngày hôm nay. Thank you and I love you. Xin chào quý vị. Tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia. Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Đó mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Xương khớp đau đớn, mái tóc bạc màu rụng tả tơi, làn da tái xám, đôi môi chảy xệ, báo hiệu tuổi già nua đang chờ đợi. Chỉ có dược thảo thiên nhiên tinh túy từ Kobe, Nhật Bản mang tên gọi Super Collagen, duy nhất từ công ty dược mỹ phẩm Lotus by Johnny Dũng, có thể giúp chúng ta níu kéo tuổi xuân. Collagen bột nguyên chất không màu không mùi vị 7.000mg, cao nhất trên thị trường, chuyên chở một đại dương sinh lực cho cơ thể. Collagen bột hòa tan mùi vị blueberry thơm ngát 6.000mg tuyệt diệu. Cuối cùng, sắc màu cuộc sống Super Collagen bột 9.000mg, mùi hương xoài và thơm không nơi đâu sánh bằng. Tất cả Super Collagen bột Colors of Life phục hồi làn da, móng, tóc, níu, giúp giảm cân, tăng sinh lực và để lại sức trẻ xuân thì cho dù thời gian cứ trôi qua. Hãy cùng Lotus by Johnny Dũng chinh phục cả bầu trời. Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất, lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị, đau đớn khi bị tai nạn xe cộ, bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật
Xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Có thể nói một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam mình đó, là cái món bánh tráng cuốn tôm thịt với giá hẹ. Không biết ai thích ăn chấm với cái gì, chứ Việt Thảo là khoái nhất là chấm với nước mắm, tỏi, ớt, chanh, đường, chua chua, ngọt ngọt. Ăn cho nó đã lắm. Có nhiều người á thích cuốn với bún. Riêng cái sở thích Việt Thảo là bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ ha, chua chua cay cay ngọt miệng. Có một miếng cơm lủng vào nó thì là số 1 luôn. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù cách xa vạn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Đó là một trong những đặc điểm của gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5. Khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này, SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đấy các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Ê các bạn đang xem YouTube nha, đang xem Việt Thảo phải không nào? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi, con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500+ cái chữ Minh Lê. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết, chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này, các bạn đang xem Việt Thảo nè, đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha, click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright, nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đó này. Alright.